Sở Y tế tỉnh mới ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 2024. Theo đó, căn cứ tình hình thực tế, các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn tổ chức hoạt động phù hợp, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, thực hiện công tác tuyên truyền vận động và truyền thông giáo dục hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới, tập trung vào cặp vợ chồng trẻ, thanh niên chuẩn bị đến tuổi kết hôn, tổ chức giao lưu tọa đàm về dân số, hạnh phúc gia đình, tổ chức các điểm tư vấn trực tiếp cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nam nữ, thanh niên sắp kết hôn. Qua các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, góp phần nâng cao chất lượng dân số.